Dạ, con xin mến chào quý khán thính giả yêu thương trên kênh nhà Úc Hờ Vlog của con. Thì ngày hôm nay cũng đủ cái duyên và tiếp tục đồng hành trên kênh nhà của con. Thì có món quà yêu thương của chị Phương và anh Chuyết ở bên nước Úc Châu. Dù ở nơi xa nhưng cái mùa dịch bệnh, anh chị vẫn gửi cái chút quà, cái ân tình cho bà con nghèo. Thì ngày hôm nay Úc Hờ vẫn tiếp tục đến với ngôi nhà yêu thương của ông bà sống ở nơi mé sông, sức yếu tuổi già trong cái lúc hoàn cảnh rất là khó khăn. Bây giờ quý vị khán giả ơi, ông đang nằm ở trong nhà, có bình tiếp hơi cho ông rất là mệt. Bởi vì vậy mà rất là xót xa và chạnh lòng khi con đến với hoàn cảnh của ông bà một lần nữa. Bà thì còn được khỏe để mỗi ngày chăm sóc cho ông. Rất là chạnh lòng quý vị, ông không có thể nào mà nói chuyện nên lời được. Bởi vì vậy mà Úc Hờ sẽ mang món quà yêu thương, đó chính là 1 triệu của chị Phương và anh Chiết ở bên nước Úc trao tặng cho ông bà. Mọi công đức ngày hôm nay, món quà yêu thương của chị Phương và anh Chiết, cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho vợ chồng của anh chị sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của 10 phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh, gia hộ cho vợ chồng của anh chị nhiều bình an, nhiều sức khỏe để anh chị giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la của vợ chồng của anh chị đã trao món quà 1 triệu cho vợ chồng ông bà cụ sống ở nơi mé sông trong cái lúc hoạn nạn này. Nhận được cái số tiền 1 triệu của chị cũng giúp cho ông với bà trang trải cuộc sống qua ngày cái mùa dịch. Nam mô A Di Đà Phật. Rất cảm ơn cô Phương cậu Triết ở bên Úc cho tôi 1 triệu này, tôi rất cảm ơn dữ lắm. Cầu chúc cho cô Phương cậu Triết được nhiều sức khỏe, cảnh khổ giúp đỡ cảnh khổ như tôi gì đây. Rất cảm ơn cậu dữ lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chúc cậu Tiết với cô Vương ở bên Úc được nhiều sức khỏe, cho tôi được phần quà này mùa dịch, tôi cũng rất cảm ơn dữ lắm. Xin chúc cô cậu được nhiều sức khỏe. Dạ. Mang ơn dữ lắm. Chúc cô Phương được nhiều sức khỏe, cho tôi số phần quà này tôi rất cảm ơn dữ lắm. Dạ. Dạ, hai vợ chồng già tôi rất cảm ơn. Giống như vô cầu á, cô ơi, khổ dữ lắm, ổng bệnh, đang tiếp hơi ổng. Dạ, ổng bệnh dữ lắm, ổng mệt, đang tiếp hơi ổng á, cô ơi. Rất cảm ơn cô dữ lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Được em cũng xin chân thành cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của chị Phương và anh Chiết ở bên nước Úc Châu. Rất là nhiều anh chị ơi đến trao cái món quà cho hoàn cảnh của ông bà sống ở nơi cặp mé sông này. Hai vợ chồng phải nương tựa vào nhau, nay bà còn sức khỏe thì bà có thể chăm sóc ông. Cái ngày trước em đến thì ông cũng khỏe lắm thưa mọi người ạ, nhưng đến ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy có cái một bình tiếp hơi tại nhà, ông thì nằm ở bên trong rất là mệt, rất là yếu. Thưa quý vị, đến nơi đây thì biết nói sao cho hết nỗi lòng với không thưa ông bà cô chú bác, thưa tất cả mọi người ạ. Nhưng mà trao cái món quà 1 triệu của anh chị cũng giúp cho ông bà có thể có một cái ít tiền trang trải cuộc sống qua ngày rất là nhiều. Mọi công đức lành ngày hôm nay cũng cầu xin Đức Phật A Di Đà gia hộ cho anh chị nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống, để anh Chiết và chị Phương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả yêu thương đã bỏ thời gian ngắn ra xem qua đoạn video ngắn này, chia sẻ một cái tình thương vô bờ vô bến với ông bà trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Cầu chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng bình an và nhiều sức khỏe.